Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero. Ngày De Gea khắc chế khiến cho Kylian Mbappe phải tắt điện. Năm 2019, Manchester làm nên màn lội ngược dòng thần thánh và vĩ đại ở công viên các hoàng tử. Cả trận đấu PSG luôn bị Manchester United dẫn trước. Tiếc rằng PSG không thể gỡ hòa dù vẫn vượt trội hơn so với đối thủ về kiểm soát bóng hay dứt điểm. Trong hiệp 2, các cá nhân của PSG chơi không tốt, ngay cả ngôi sao trẻ Mbappe cũng vô duyên, anh bỏ lỡ cơ hội kết liễu đối thủ khi không thể ghi bàn dù đối mặt với De Gea. Cơ hội sáng nhất đến với nhà vô địch nước Pháp vào phút 84, nhưng Mbappe lại không thể vượt qua De Gea trong thế đối mặt. Ở tình huống đá bồi tiếp theo, Bernat lại đưa bóng trúng cột dọc. Cùng xem lại trận đấu ngày De Gea khắc chế khiến cho Kylian Mbappe phải tắt điện nhé. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai của tụi mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Rạng sáng ngày 10 tháng 7 năm 2020, chuyến làm khách của MU đến Aston Villa đã trở thành ngày đặc biệt với cá nhân De Gea khi anh đi vào lịch sử Quỷ Đỏ với tư cách là thủ thành nước ngoài khoác áo đội chủ sân Old Trafford nhiều nhất với 399 trận, nhiều hơn thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel một trận. Tuyệt vời hơn, anh còn đánh dấu ngày đặc biệt này với trận đấu giữ sạch lưới thứ 13 trong mùa giải 2019-2020, đồng thời giúp MU giành chiến thắng giòn giã trước đội chủ sân Villa Park với tỷ số 3-0, qua đó bám sát top 4. Và nhân cơ hội này, chúng tôi xin gửi đến các bạn video ngày mà David Tonga và đồng đội dùng đến phép thuật của mình để khuất phục những Kylian Mbappe và Marco Verratti để tạo nên cuộc ngược dòng khó tin ngay trên sân công viên các hoàng tử của PSG tại vòng 1/8 Champions League khắc nghiệt năm 2018-2019. Bị đối thủ dẫn trước 2-0 ở lượt đi ngay tại nhà hát của những giấc mơ, cùng với việc mất đi sự phục vụ của ngôi sao số 1 Paul Pogba với án treo giò do phải nhận thẻ vàng thứ hai ở những phút cuối ở trận lượt đi, huấn luyện viên Solskjaer bắt buộc phải thay đổi chiến thuật hòng kiểm soát thế trận tốt hơn. Và khi khán giả đang loay hoay tìm đúng chỗ ngồi theo chiếc vé trên tay, cũng như tranh thủ sửa sang lại nhan sắc, thì bên dưới sân, sự điều chỉnh của nhà cầm quân người Na Uy đã có hiệu nghiệm khi Romelu Lukaku khơi mào trận chiến bằng pha tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương và vượt qua được thủ thành Buffon để mở tỷ số trận đấu ngay phút thứ hai, 1-0 cho Quỷ Đỏ. Rút dây động rừng, bàn thắng sớm của MU đã động chạm đến lòng kiêu hãnh của đoàn quân giác vàng của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Các cầu thủ PSG tràn lên tấn công điên dại để phô trương sức mạnh và muốn chứng tỏ rằng bàn thắng đó chỉ là một sự cố. Nhưng hai pha thoát xuống và căng ngang của Bernat cho Mbappe băng vào ở phút thứ 6 và 7 tỏ ra chưa hiệu quả vì thiếu sự liên kết giữa hai người. Sóng gió vẫn chưa bao giờ ngừng lại trước khung gỗ De Gea. Đường căng ngang của Dani Alves ở phút 11 và điểm đến tiếp tục, ngôi sao người Pháp lại bị trung vệ Chris Smalling xuất sắc hóa giải ngay trước khung thành MU. Và chỉ một phút sau, tốc độ của Mbappe lên tiếng. Anh thoát xuống với tốc độ ánh sáng, rồi dọn cổ cho Bernat đệm bóng vào lưới trống để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tỷ số là 1-1. Sĩ khí PSG tăng cao nhờ bàn thắng của Bernat. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel lúc này muốn cho đối thủ tâm phục khẩu phục khi vẫn duy trì thế trận dồn ép đối thủ. Pha volley ở phút thứ 14 của Alves là khá nguy hiểm nhưng lại đưa bóng đi vọt xa.
2 phút sau, chiếc xe công thức 1 mang mã hiệu Mbappe tiếp tục lao vun vút và tung cú sút rất căng, nhưng vì góc khá hẹp nên bóng đi thiếu chính xác. Phút 20, tưởng như tỷ số đã là 2-1 cho PSG khi Bernat có đủ thời gian và không gian để tạo nên khác biệt, song cú sút của anh lại đưa bóng đi đúng vào vị trí của De Gea. Một phút sau, người thừa của MU là Di Maria có cú sút xa khá tốt nhưng bóng lại bay chệch cột dọc của quỷ đỏ trong gang tấc. Và sau khi hứng chịu hàng loạt đợt tấn công phút 28, mãnh tướng Rashford cũng thay mặt cho bầy quỷ đáp trả đối thủ bằng pha thoát xuống khá nguy hiểm, nhưng đường căng ngang sau đó thì đến nay vẫn chưa có ai hiểu được. 2 phút sau, tiền đạo đầy hứa hẹn của tuyển Anh quyết định thử vận may bằng cú sút xa bên ngoài vòng cấm đối phương. Dù pha dứt điểm là không đủ khó để có được bàn thắng, nhưng nó lại khiến Bốc Phong mắc lỗi bắt bóng sơ đẳng và một lần nữa Lukaku xuất hiện đúng lúc để điền tên mình lên bảng điện tử lần thứ hai. 2-1 cho MU. Lúc này các Manusians đang bắt đầu mơ về một cuộc lội ngược dòng, nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Phút 42, cầu thủ vào sân thay người Diogo Dalot của MU có pha đi bóng khá hay bên cánh phải và căng bóng vào trong. Pha đỡ bóng lóng ngóng của Marquinhos thiếu chút nữa đã trở thành thảm họa nếu lão tướng Buffon chơi không tập trung trong tình huống này. Đúng là nói, gừng càng già càng cay, thật không sai bao giờ. Hiệp 1 kết thúc, đội khách đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-1 và họ vẫn cần một bàn nữa để tạo nên địa chấn trên đất Pháp. Phút 56, pha đánh gót đầy cảm giác của Mbappe như tiếp tế vũ khí cho Di Maria thoát súng đối mặt với De Gea và pha dứt điểm tinh tế của thiên thần như mũi thương chí mạng đâm thẳng vào các con tim của MU và các Manusians khi lưới của De Gea rung lên. Nhưng rất may cho Sosa và các học trò khi trọng tài đính chính, đó là một tình huống việt vị của Di Maria. Các hơi thở hỗn hển lại chuyển đổi thành những cú thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ PSG vẫn muốn tiếp tục vận hành lối chơi tấn công là phương án phòng thủ tốt nhất. Họ không hề muốn kiểm soát và giảm nhịp độ trận đấu để hướng đến một chiến thắng sát nút trước đối thủ. Bằng chứng là bóng vẫn liên tục được các cầu thủ PSG dồn lên ồ ạt trên hàng công để đe dọa khung thành của MU. Phút 72, PSG có pha phối hợp đẹp mắt, tưởng chừng như đường căng ngang của Mbappe sẽ giúp cầu thủ sinh năm 1998 hoàn thành cú đúp kiến tạo trong trận này khi Di Maria đã thoát xuống rất vừa tầm.
Nhưng ngôi sao mùa chuyển nhượng là Ashley Young đã chen ngang phá bóng thành công để vô hiệu hóa pha tấn công của các cầu thủ PSG. Tưởng như đại diện của Pháp đã cầm chắc chiếc vé vào chơi trận tứ kết, thì bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, cú sút của Dalot từ ngoài vòng cấm PSG có vẻ đã đưa bóng chạm tay trung vệ Kimpembe, và đúng như vậy, trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m sau khi tham khảo VAR. Đứng trước chấm penalty cân não, chàng trai trẻ Rashford không mắc một chút sai lầm nào trước sự già dơ của Buffon để tạo nên cú ngược dòng lịch sử cho bầy quỷ đỏ. Ba một cho MU và tạo nên điều kỳ diệu ở Paris khi là đội đầu tiên đi tiếp sau khi đã để thua hai bàn trên sân nhà ở lượt đi là một điều chưa từng có trong lịch sử Champions League. Bạn nghĩ màn lội ngược dòng này là do MU chơi tốt hay do những sai lầm của PSG, hoặc chỉ đơn thuần là thần may mắn đã mỉm cười với đoàn quân của Solskjaer? Hãy cùng nhau bàn luận về vấn đề này ở dưới phần bình luận nhé. Còn chúng tôi thì vẫn luôn cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Chúc các bạn một ngày hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè. Xin kính chào và hẹn gặp lại.